Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Không tùy tiện nâng giá cước vận chuyển hành khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Cần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với việc sử dụng thực phẩm an toàn. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách chuẩn bị xe nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật. Theo đó, công văn nghiêm cấm doanh nghiệp bỏ lốt, bỏ chuyến để đưa xe đi hợp đồng hoặc đón khách bên ngoài bến xe, thu giá vé cao hơn quy định. Nếu vi phạm, các bến xe, thanh tra giao thông lập biên bản, xử lý và Sở Giao thông Vận tải sẽ thu hồi phù hiệu, ngừng chấp thuận tuyến vận tải hành khách theo quy định. Sở cũng nghiêm cấm việc đưa phương tiện vận tải hành khách không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách, không tùy tiện nâng giá cước vận chuyển hành khách dưới bất cứ hình thức nào. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của người dân trong việc sử dụng thực phẩm bảo đảm cho sức khỏe, nhiều đơn vị đã đầu tư xây dựng các cửa hàng thực phẩm an toàn. Thế nhưng, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn, chưa thực sự tin tưởng liệu thực phẩm tại đây có thực sự an toàn hay không. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, chị Lê Thanh Phương, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, thường đến các cửa hàng được gắn biển là thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch để lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, chị cũng như nhiều người tiêu dùng khác vẫn băn khoăn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Để mà bảo là mình xác nhận là có chất lượng hay không hay là có đảm bảo an toàn hay không thì mình không dám xác nhận. Mình chỉ đặt niềm tin ở cái sự tư vấn là nhiều. Theo giới thiệu của cửa hàng, các sản phẩm này đều là nông sản thực phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng tem nhãn, bao bì lại không thể hiện được nguồn gốc của sản phẩm. Các loại tem điện tử được dán trên các loại rau củ quả chỉ có ý nghĩa về trọng lượng, giá cả, chứ không truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất của sản phẩm. Theo các đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, việc dán tem truy xuất cho từng loại sản phẩm khó thực hiện vì chi phí quá cao, khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 45 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tần suất kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau. Cơ sở xếp loại A kiểm tra 1 năm 1 lần, cơ sở loại B 1 năm 2 lần, loại C không quá 3 tháng 1 lần tính từ thời điểm kiểm tra. Việc kiểm tra giữa các đơn vị, các ngành không được chồng chéo. Vậy trong thời gian trước, trong và sau khi kiểm tra, chất lượng của các loại nông sản thực phẩm thực sự có đảm bảo? Chi cục quản lý chất lượng sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn toàn tỉnh mà thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. Thành lập các đoàn đi kiểm tra, đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn. Hai là chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn chủ động trong việc giám sát sản phẩm an toàn kinh doanh tại cửa hàng để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc của các sản phẩm tại cửa hàng này, đồng thời định kỳ là sẽ lấy mẫu giám sát để kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm. Để xây dựng niềm tin, giảm sự hoài nghi của người tiêu dùng về sản phẩm nông lâm thủy sản có an toàn hay không, các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ tập huấn về xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để trà trộn giữa thực phẩm an toàn và thông thường. Các đơn vị doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn phải minh bạch thông tin nguồn gốc, tăng cường quảng bá, giới thiệu, liên kết cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm rõ nguồn gốc để người dân nhận biết. Chuyên mục chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.